Rồi, chào các anh chị và các bạn. Trong video này mình sẽ cùng nhau mình review cái lecture số 3 của khóa học CS24 nha. Khóa học về xử lý nguồn lực tự nhiên của Đại học Stanford, dạy bởi giáo sư Chris Manning. Thì cái bài giảng này là về backpropagation và neural network. Thì trong quá trình nói chuyện có chút vấp váp, các bạn cũng thông cảm nha. Và tất nhiên những video review cái lecture này mình sẽ làm dài hơn là những video của giáo sư, bởi vì mình sẽ cùng nhau mình học, cho nên là có những cái chỗ mình sẽ cùng nhau mình triển khai ra, dù trong lecture có thể là người ta lướt qua. Thì cái slide đầu tiên là nói về cái dạng, một cái dạng bài toán thì tạm gọi là như vậy đi, gọi là một cái nhiệm vụ là name entity recognition. Chắc các bạn mà học về NLP cũng biết rồi, kiểu như là bây giờ mình đưa cho nó một cái đoạn văn, nó đây là một cái mô hình đó, một cái đoạn văn, một cái document, làm sao nó xác định được cái từ nào là cái loại từ gì. Loại từ ở đây không phải là danh từ động từ, mà là location, tức là cái từ, thôi mình lấy ví dụ dễ hiểu lắm. Last night Paris Hilton wore the sequin gold, tức là nó phải xác định được Paris Hilton là tên riêng. Rồi trong cái câu này thì nó xác định Hilton không phải là tên riêng của người nữa, mà là cái tên của khách sạn, tức là location. Rồi April, rồi 1989 là date, tức là nó sẽ classify, tức là nó sẽ nhận diện ra, gọi là những cái loại từ khác nhau. Mình tạm hiểu là vậy đi. Rồi thì những slide tiếp theo là giáo sư nói về cái cách mà làm một cách đơn giản, không, simple. Đó là mình dùng một cái window classification, sử dụng cái binary logistic classifier đó. Thì cái ý tưởng đơn giản một cách nôm na vậy nè. Mình đang giả sử mình đang nói quá trình mà inference đi. Inference có nghĩa là giả sử mình training xong rồi đi. Mình có một cái model là binary classifier giúp xác định xem là cái từ đưa vào hoặc là những cái cụm từ đưa vào có phải là location hay không. Vậy thì cơ bản là mình làm gì nè. Giả sử mình đang xác định xem cái từ Paris đó có phải là location hay không, thì tất nhiên là mình sẽ lấy cái model binary classifier mà dành cho cái class là location ra, đúng không? Vậy thì không phải là mình đưa cái từ Paris vào, mà mình sẽ đưa một cái cụm từ, nó bao gồm là ba cái từ, xin lỗi các bạn, hai từ trước từ Paris và hai từ sau từ Paris. Ở đây là ví dụ nha, cái window size có thể là bằng 5 hoặc có thể bằng 10 gì đó, nhưng mà đây ví dụ window size á, tức là cái kích thước của cái context đó là 5. Thì trong đó cái từ Paris là 1 và có 2 từ trước, 2 từ sau nữa, thành ra là 5. Có nghĩa là bây giờ mình sẽ xét 5 từ: Museum in Paris are amazing. Rồi, mình làm gì nữa? Thì mình đã biết rằng mỗi một từ bây giờ có thể sử dụng cái word vector được huấn luyện bằng những mô hình như mấy bài trước mình học đó, Clovec hay là Cibo hay là Skipgram đó. Là mỗi một từ nó sẽ có một cái vector đại diện cho cái từ đó. Thì quá trình mà huấn luyện, người ta đã tìm cái cách mà tạo ra cái vector mà nắm bắt được cái ý nghĩa của từ đó rồi, như mình đã học ở bài trước rồi. Vậy bây giờ mình sẽ sử dụng nó. Vậy mình lấy cái vector của từ museum ra, của từ in, từ Paris, của từ art, của từ amazing ra. Như vậy mình được 5 cái vector. Cái kích thước của vector thì tùy. Giả sử như mình có cái vector dài 300 á, thì D là 300, có đúng không? Nhưng mà D cũng có thể là 150, 300 hoặc là 500 hoặc là 1000. Thì bây giờ mình cứ ví dụ là 300 đi. Như vậy mình sẽ có 5 cái vector. Như vậy thì mình sẽ bỏ vô, mình sẽ gọi là xếp nó nối tiếp nhau thành ra một cái cột. Như vậy là mình có 300 nhân 5 là 1500 cái con số, tức là mình thành ra một cái vector dài, thiệt dài, có 1500 dimension. Mình gọi nó là cái vector của cái window, chứ không phải là của một từ nữa, mà là 5 từ. Rồi, tiếp theo mình làm gì? Tiếp theo là mình bỏ nó vào cái model mà mình đang sử dụng đó, là cái model binary classifier đó, được huấn luyện để mà xác định xem là cái vector đưa vào có phải là một location hay không. Vậy thì nó làm việc như thế nào? Cái model đó là một cái model logistic classifier. Thì cái hình bên đây nó sẽ thể hiện rõ nè. Nhưng mà trước hết thì trong slide này người ta nói nè, đó, mình sẽ concatenate word vector trong một window thành ra một cái vector dài 5D, đúng không? Rồi, thay vì mình dùng multi-class submax á, thì mình sẽ dùng là những cái binary classifier. Ý muốn nói là thay vì mình dùng một cái model mà nó có thể xuất ra một phát một, hay là dự đoán ra một phát một, cái từ này có phải location hay không, từ này có phải là personal name hay không, từ này có phải organization hay không, thì bây giờ mình xài
nhiều cái binary, đưa vô cái location xác định xem là xin lỗi các bạn, đưa nó vô location model để xác định xem là có phải location hay không, đưa nó vô cái personal name model để xác định nó có phải personal name hay không. Ý là có mỗi một thằng nó làm một kiểu. Rồi thì qua cái slide này mình thấy rõ hơn nè, cái vector mà dài thằng lòn mà 5D mà mình vừa mới nói nè, thì mình mới đưa nó vô cái logistic binary logistic regression model, đúng không? Thì cái cơ bản cái model đó chắc các bạn cũng biết, nó cơ bản nó chỉ là một phép tính linear transformation, tức là nó có một cái bộ W. Mình sẽ lấy cái vector này, mình nhân bộ W đó, mình cộng với cái vector bias và mình bỏ qua một cái activation function. Thì trong trường hợp này nó sẽ là một cái hàm, một cái function như là ReLU hoặc là TANH. Rồi kết quả nó sẽ là vector H. Vector H tiếp tục bỏ qua một cái layer nữa. Thì cái layer này á, nó sẽ kiểu như là cái vector H nhân với cái ma trận, cái vector U là parameter của cái layer đó, nó sẽ ra được một con số duy nhất. Con số duy nhất này bỏ vô hàm sigmoid ra được một chỉ số xác suất. Thì cái chỉ số xác suất đó sẽ là xác định xem là mấy cái năm cái từ đưa vô này, mà chủ yếu ở đây năm từ đưa vô thì cái từ chính ở đây là xác định cho cái từ Paris. Hai cái từ kia mang dáng vẻ là giống như là vai trò là context thôi, là bối cảnh thôi. Thì model nó sẽ tính ra cái chỉ số S ở đây á, là một chỉ số score, đúng không? Gọi là một cái scalar. Nhưng mà sau khi bỏ qua sigmoid thì nó thành ra là một cái function, xin lỗi, một cái giá trị mang giá trị là xác suất. Thì nếu như mà nó lớn hơn 0.5 thì mình kết luận đây từ Paris là một cái từ location. Còn nếu mà bé hơn 0.5 thì thôi, nó không phải location. Thì ở đây là người ta nói sơ về cái ý tưởng của việc mà làm như vậy đó. Thì cái logistic regression model này á, thật ra nó là một cái neural network mà đơn giản, có nghĩa là nó có một hidden layer. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình đưa vector mà có 5D, tức là 5D dimension vào, thì nó qua cái hidden layer đầu tiên, nó thực hiện cái phép gọi là linear transformation, tức là WX cộng B. Sau đó nó thực hiện cái phép tính của một cái non-linear function, là function logistic, hoặc là function tanh, hay là function ReLU. Thì kết quả H á, chính là cái output của cái hidden layer. Cái hidden layer này, cái output của hidden layer này mới đưa qua một cái layer thứ hai. Thì cái layer thứ hai này á, mới tính toán ra một cái chỉ số score. Đây nè, nó vậy nè các bạn, vẽ ra cho nó dễ hiểu ha. Chứ mà nói khơi khơi vậy nhiều khi khó hiểu lắm. Thì cái ý tưởng đại khái là mình sẽ huấn luyện, ví dụ như mình cần xác định một cái từ, đúng không? Ví dụ như cái từ ở đây là cái từ Paris. Thì bây giờ mình muốn xem, biết xem là nó có phải là location hay không. Vậy thì lúc đó mình xài một cái model gọi là binary classification. Cái model này á, nó giúp xác định được là cái từ này có phải là phải location hay không, yes or no, một hay là không, đúng không? Rồi giả sử mình muốn xác định xem cái từ này có phải là personal name hay không, thì mình viết, mình đưa nó qua, hoặc là mình huấn luyện một cái mô hình khác gọi là xác định xem cái loại này có phải là personal name hay không. Rồi mấy cái loại khác cũng tương tự vậy. Có nghĩa ý là mình thay vì mình viết một cái model bự thiệt bự, dùng cái hàm submax ở trong á, để mà nó xác định ra là thằng này có phải location hay không, là yes or no, hay là có phải là personal name hay không, yes or no, mấy loại khác nữa. Thì bây giờ mình xài mỗi thứ một loại, thì mấy cái này nó gọi là binary classifier, đúng không? Còn thằng này đương nhiên gọi là multi-class classifier. Rồi, thì cái ý tưởng hay là cái cách huấn luyện của một cái binary classifier là như thế nào? Cái quá trình mà mình training một cái binary classifier thì mình cũng đang trong cái phạm vi là supervised learning, tức là mình cũng sẽ có label dataset, tức là những dữ liệu có nhãn. Mình lấy ví dụ cái nhãn nó sẽ vậy nè. Mình sẽ có cái câu ở đây là "The museum in Paris are amazing to see", đúng không? Như vậy thì mình có thể ghi thế này: "The museum in Paris are amazing
to C. Thì đại khái có label có nghĩa là người ta sẽ gắn nhãn cho từ này là một. Mình đang nói câu chuyện là mình đang huấn luyện một cái mô hình binary classifier mà dành để phân biệt có phải là location hay không nha. Thì cái nhãn sẽ là cái từ Paris được đánh dấu là một, được đánh nhãn là một. Để rồi cái model này á, nó sẽ có cái dạng là neural network có hai layer. Cái layer thứ nhất á, là như thế này, layer thứ hai là như thế này. Cái layer thứ nhất nó có cái bộ parameter là W và B, là một cái matrix và một cái vector. Cái layer thứ hai á, nó chỉ có một cái vector thôi, mình gọi nó là vector U. Thì cái neural network này nó sẽ nhận vào một cái model, à, xin lỗi các bạn, nhận một cái vector input. Lấy cái ví dụ là ở trong trường hợp này á, nó sẽ đưa vào, tuy là mình muốn dự đoán hoặc là nó muốn nó học cái từ Paris có phải location hay không, nhưng mà không phải là mình chỉ đưa mỗi cái từ Paris này vào mà mình đưa cả những cái từ mà xung quanh nó, tức là một cái bộ giống như là một cái bối cảnh vậy đó. Do đó là mình sẽ đưa luôn cái từ museum, từ in, từ art, từ amazing vào. Và có thể là mình chọn một cái context window size khác thì có thể mình đưa nhiều từ hơn. Vậy thì từ museum nè, từ in nè, từ Paris là từ cần học cũng như là cần dự đoán nè, từ art nè, từ amazing nè. Thì không phải là nó đưa dưới dạng là chữ vào, mà người ta sẽ dùng cái word vector của những từ này là V của từ museum nè. Word vector thì các bạn đã biết rồi, thông qua những cái mô hình như Clovec hay Skipgram mình đã biết là người ta sẽ huấn luyện ra một cái bộ word vector mà mỗi vector nó đại diện được hoặc là nắm bắt được những cái yếu tố ngữ nghĩa của cái từ vựng đó. Thì đây là những lúc mà mình sẽ dùng nó. Rồi, thì mỗi một cái vector thì mình biết nó có dạng là một cái array các con số thôi, đúng không? Và cái dimension của nó thì tùy. Trong trường hợp này mình lấy ví dụ dimension của nó là 300 đi, đi bằng 300. Như vậy mình có 5 cái vector, đúng không? Và mình sẽ concatenate nó lại, cho mỗi vector đều là đi hết, đi hết. Concatenate có nghĩa là mình nối đuôi nhau tụi nó lại thành một cái vector dài thiệt dài, đúng không? Đó. Thì mình gọi nó là cái vector gọi là V của window đi. Nhưng người ta gọi đây là X window nè. Thì cái vector này đương nhiên nó sẽ là có cái dimension là 5 nhân với D. Ví dụ D là bằng 300, khoảng là 1500. Tức là cơ bản đây là một cái dãy số có 1500 con số. Đúng chưa? Mình có thể ghi vậy đi. Vector x của từ museum. Rồi vector x của từ in, tức là cái vector của từ in đó. Rồi vector của từ Paris. Vector của từ R. Và vector của từ amazing. Rồi, tất cả tụi nó gọi là concatenate lại, tức là nối đuôi nhau đó, gộp lại đó, hoặc là nối lại đó, thành một cái vector bự như thế này. Vậy thì bây giờ mình nói qua cái chuyện của cái model. Thì model này nó sẽ có hai layer. Cái layer thứ nhất á, là nó có cái bộ parameter là W và B. Như vậy thì khi mà vector gọi là window này nè đưa vào, thì qua cái layer thứ nhất nó sẽ thực hiện một cái phép tính. Đưa cái này xuống đây nha. Đây, đây sẽ là cái vector x window đó. Thì vector này nó sẽ có cái shape là 5D.
nhân 1. Bởi vì nó có 5 đi, đi là 300, 5 đi là 1500 cái hàng, chỉ có một cột. Vậy thì vector x khi mà đưa qua layer thứ nhất của model đó, layer thứ nhất mình không biết, mình chưa nói nó bao nhiêu có unit, mình gọi nó có n unit đi, thì tương ứng cái ma trận W và B thì ma trận W sẽ có cái shape là n nhân với 5D, và vector B đó nó sẽ có n dimension, tức là cũng n nhân 1. Thì hình ảnh của vector xin lỗi các bạn, của ma trận W đó, nó sẽ giống gì nè, W1 này, W2 nè, tức là từng hàng đó thì nó có n hàng, WN nè. Còn ma trận, còn vector B đó thì nó là một cái vector có n con số, là B1, B2, B, N. Và cái việc mà vector X mà thông qua cái layer thứ nhất thì nó sẽ thực hiện phép tính là W nhân với X cộng B. Và với W là N nhân cho 5D nhân vector X có cái shape là 5D nhân 1, thì kết quả cái này sẽ là một cái vector có cái shape là N nhân 1, tức là cũng là một cái vector có N dimension. Sau đó lại cộng B nữa, cũng là một cái shape là N nhân 1, cho nên cái kết quả cũng sẽ là một vector N nhân 1. Thì cái hình ảnh nó vậy nè. Cái vector X này nó sẽ nhân với cái hàng thứ nhất của W, rồi nó cộng với cái này để nó ra được một con số, mình tạm gọi nó là Z1. Rồi vector X nhân với hàng thứ hai cộng với B2 để nó ra được là cái Z2. Tương tự như vậy, ra được cái Zn, N. Nó làm thành một cái vector, vector Z, tức là mình tạm gọi đây là vector Z, đúng không? Sau đó vector Z này thì sẽ được gọi là bỏ qua một cái linear, một cái non-linear function. Bên này mình ghi nó là vector Z đi. Thì sau đó function sẽ được áp dụng vô, thì cái function này có thể là một cái function như là ReLU hoặc là Dunnage hay là sigmoid, để có mình kết quả là h. Thì đương nhiên h nó cũng sẽ là n nhân 1, đúng không? Đây các bạn thấy, vector x nhân với ma trận W cộng với vector b được vector z, vector z cũng là n nhân 1 luôn. Và sau đó vector z này thông qua một cái function gọi là function f để bỏ vector z vô, đúng không? Thì function f nó cũng sẽ thực hiện với từng phần tử của vector z để mình có được là h1, h2, hn. Tất nhiên h1 cũng sẽ là bằng f của z1, h2 là f của z2, hn là f của zn, thì để mình có được cái vector h. Đây là h bằng fz. Rồi sau khi có h thì nó sẽ đưa qua cái layer cuối cùng. Chỉ có một unit để mà xuất ra một chỉ số s. Thì cái layer thứ nhất nó có n unit, và mỗi unit là tương ứng với một hàng của ma trận W. Thì qua cái layer thứ hai này nó chỉ có một unit thôi, cho nên nó chỉ có một vector u thôi. Và vector u cũng sẽ có n phần tử, nó cùng shape với vector h.
Bởi vì khi mình nói về web vector luôn luôn là mình nói dưới dạng là một vector cột. Đây là vector u nè. Như vậy thì tại đây á là vector h đưa qua nó sẽ thực hiện cái gọi là dot product với vector u để nó ra một chỉ số s duy nhất. Thế thì do là cái shape của vector u á, nó là n nhân 1. Ví dụ như trong code á, sẽ là ví dụ mình có cái lệnh shape để mình in ra thì cái shape nó sẽ là n 1. Vậy thì để mà mình nhân với vector h thông qua cái phương thức gọi là nhân ma trận á, thì mình sẽ gọi là ví dụ như là u nè, a móc h nè, trong code trong Python là mình có thể ghi thế này, hoặc là numpy matmul, tức là matrix multiplication đó, u với h. Thì mình cần phải làm gì sao? Mình phải cần có cái shape nó compatible, tức là u nó phải là 1 nhân n và h là n nhân 1. Do đó mình phải transpose cái u lại, nghĩa là ở đây nó sẽ thành ra là u transpose để có cái shape dạng thế này, u1, u2, un. Đây, cái shape của nó sẽ là 1 nhân n. Thì khi mà nhân với vector h thì vẫn là như là hai vector nhân nhau thôi. Để rồi mình có là u1, u2, un nhân vector với vector h. Thì đương nhiên là việc nhân vector hai vector với nhau á là phép dot product đó. Thì như mình cũng đã biết rồi, đó là từng phần tử nhân lại. Từng phần tử tương ứng nhân lại. Và sau đó là cộng lại hết. Thì mình sẽ có là như thế này. Là u1 nhân h1, u2 nhân h2 cộng un nhân hn. Và đây chính là s. Và đây là một số, tức là một scalar thôi. Và sau đó thì cái s này sẽ được thông qua một cái function gọi là sigmoid function để mình ra được một cái chỉ số mình làm gọi là p. Nó là xác suất. Và nó mang ý nghĩa là xác suất mà mô hình này dự đoán cái mẫu dữ liệu đưa vào để huấn luyện đó, là nó có cái thuộc về cái class positive. Ý muốn nói ở đây là nó là location, tức là cái xác suất mà cái mẫu dữ liệu đưa vào là location là bao nhiêu phần trăm. Tức là đây là cái dự đoán của model này. Hay người ta có thể ghi là y hat nè. Để rồi cùng với cái label. Cái label là gì? Label là với một mẫu dữ liệu mà đưa vào đó thì nó sẽ có cái label cho biết là cái mẫu dữ liệu đó hoặc là cái từ đó có phải là location hay không. Thì cùng với cái label này sẽ đưa vào để tính ra được cái gọi là cost function j. Và quá trình huấn luyện sẽ là mình sẽ tính ra cái đạo hàm của cost function j đối với parameter. Mình nói chung ở đây là theta. Thì cơ bản là mình sẽ tính ra là đạo hàm của j đối với các cái parameter của các cái layer. Thì đầu tiên là vector u, rồi đạo hàm của j đối với ma trận w, đạo hàm của j đối với vector b, và thậm chí là đạo hàm của j đối với vector x đưa vô luôn. Lý do tại sao thì tí nữa mình sẽ nói. Để rồi dựa vào đây nè, mình sẽ nhân với một cái learning rate alpha và mình dùng nó để mình update cho cái vector u, dùng nó để update cho ma trận w, và dùng nó để update cho cái vector b, thậm chí là dùng nó để update cho vector x luôn. Thì cái ba cái bước đầu tiên này chính là việc mà mô hình nó học đó. Nó sẽ dựa vào cái sai sót đi, tạm gọi là cái sai sót của nó trong cái dự đoán của nó so với cái ground truth label, để mà nó có cái cách đó là thông qua cái đạo hàm của hàm j đối với các parameter để mà nó thay đổi cái bộ parameter của nó theo cái hướng là sẽ giúp cho cost nó giảm dần, và đồng nghĩa là nó học dần được những cái quy luật ở trong cái vấn đề này, phản ánh vào những giá trị của những cái ma trận W, vector U, vector B này nè. Và khi cái cost nó giảm về cực tiểu, nó convert về cực tiểu, thì có nghĩa là model đã gọi là học được, đã học xong được. Thì ở đây mới nói thêm cái vụ là update luôn X, là bởi vì tí nữa mình sẽ biết là đôi khi trong những cái bài toán deep learning như thế này đó, mà mình thật sự mình đang huấn luyện một mô hình, nó làm một cái nhiệm vụ gọi là downstream task đó.
downstream task có nghĩa là một cái nhiệm vụ cuối, giống như là bây giờ mình đang muốn phân biệt hoặc là muốn huấn luyện một cái mô hình giúp phân biệt được cái từ đó có phải là location hay không, thì mình sẽ gọi là tuning, tức là mình làm gọi là cải thiện, hiểu nôm na là mình cải thiện thêm cái vector word embedding của những cái từ. Mình biết rồi, cái word embedding á, là hồi nãy mình nói rồi đúng không, là mình lấy ra từ một cái bộ pre-trained word embedding, tức là cái bộ word embedding này đã được huấn luyện trước để mà phản ánh những ý nghĩa của những từ vựng vào trong những vector thông qua những mô hình như là Clovec hay là Skipgram mình đã biết rồi. Thì bây giờ ở trong cái task này mình huấn luyện, nhưng mà mình sẽ là gọi là fine tune thêm những cái word vector đó. Thì vừa là để cho nó nói chung là để cho cái nhiệm vụ cuối downstream task này nó hoạt động tốt hơn. Thì đó chính là cái sự nôm na và ngắn gọn của cái quá trình mà huấn luyện cái bài toán này, huấn luyện cái model để mình giải được cái vấn đề mà cái nhiệm vụ này. Rồi qua cái slide này thì đại khái là giáo sư lướt qua không nói gì, nhưng mà nôm na là cơ bản là mình có thể thấy có một số cái non-linear activation function như là sigmoid, tanh, ReLU. Thì mình lướt sơ xem ở đây hàm logistic và tanh thì người ta nói là nó vẫn được dùng sử dụng. Hôm đó cái hàm sigmoid á, thường được dùng để mà lấy cái giá trị xác suất, nhưng mà nó biết là bởi vì cái output của hàm sigmoid á, là function này nè, nó sẽ có cái giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Còn hàm tanh thì ở đây cho biết là chỉ là hàm sigmoid rescale và shift thôi, để cho nó có cái range là từ trừ 1 đến 1. Cái dạng đồ thị là cũng khá là rất là giống nhau, nhưng mà cái range của nó là thay vì từ 0 đến 1 thì nó là trừ 1 đến 1. Thì công thức của nó như thế này. Ở đây cũng cho biết thêm là tuy nhiên đối với deep network đó, thì nên sử dụng ReLU trước. The first thing to try ở đây có nghĩa là những cái function này nè, những cái non-linear activation function này nè, thì thật ra nó cũng là một dạng hyperparameter, có nghĩa là mình cũng sẽ phải có thể thử những cái này cái kia để mình xem được cái nào là nó performance tốt. Rồi tiếp theo nói rằng hàm ReLU là cái function này nè, đây nè. Thì cái function ReLU thì chúng mình cũng biết rồi đúng không, tức là cơ bản là chỗ nào âm thì nó bằng 0, tức là nếu mà z âm thì nó bằng 0, còn nếu mà z dương thì nó giữ nguyên vậy thôi. Thì cái hàm ReLU ở đây cho biết là nó có một cái negative dead zone reason, dead reason proposal mitigate. Chỗ này mình chưa hiểu lắm, có thể mình sẽ quay lại tìm hiểu sau. Hàm ReLU thì sao, thì thường được sử dụng với transformer model như là Bird-Robota. Thì transformer model là một cái kiến trúc mà có cái attention mechanism, nói chung là một cái kiến trúc rất là xịn sò ha, đứng đằng sau những mô hình ngôn ngữ lớn hiện giờ như là GPT hay là Bird. Thì tất nhiên là có thể những bài sau mình sẽ được học. Cái slide này nhắc lại nha, là giáo sư muốn nói này, chẳng qua là mình take note trong cái slide bài giảng thì nó có thì mình đưa vô luôn. Ở đây cũng vậy, giáo sư cũng nói đến, nhưng mà đại khái là nói về tầm quan trọng của cái việc là tại sao phải có cái non-linear activation function. Sau khi tính toán với ma trận W và B của mỗi một cái layer thì phải bỏ nó qua một cái non-linear activation function. Thì một cách ngắn gọn là nếu như không có cái non-linear activation function đó, mà cứ mỗi một cái layer là thực hiện phép tính WX rồi cộng B rồi chuyển qua cái layer tiếp theo cũng tính phép nhân vector với W của cái layer đó, thì cơ bản qua nhiều layer có thể chuyển hoặc là có thể coi nó như là một cái linear function lớn vậy. Tức là giống như mình nhân vector x ban đầu với một cái ma trận, mà cái ma trận đó là kết hợp hoặc là của từ các cái ma trận của các layer khác vậy đó. Tức là nguyên cả các cái bước qua nhiều tính toán, qua nhiều layer đó, nó cũng coi như là một cái phép tính của một linear transformation thôi. Do đó là nó không phát huy được những cái tác dụng của cái non-linearity. Ý muốn nói là cái function nó không có trở nên đủ complex, bởi vì giống như mình biết được là với một cái linear model, cái độ flexibility nó thấp thì nó không thể nào mà nắm bắt được những quy luật phức tạp được. Do đó nếu mà mình không có cái non-linear activation function á, thì cái neural network nó vô nghĩa, nó chỉ giống như một cái linear model lớn thôi.
nó không thể là approximate any complex function nữa, các bạn thấy không? Tiếp theo thì cái phần này giáo sư cũng không nhắc đến nè. Thì nôm na mình đọc thì mình thể hiểu rằng cái objective function của mình á, objective là giống như mục tiêu vậy đó, thì là maximize cái probability của correct class, tức là phải tối đa hóa cái xác suất, tức là sau đó model phải tối đa được cái xác suất mà cái correct class. Ý muốn nói là gì nè? Đây là cái bài toán classification đúng không? Hay là cụ thể là bài toán binary classification. Như vậy thì cái mục tiêu của mô hình á, của model đó, đó là giả sử cái input đầu vào á là một cái từ có cái label là location. Mình đang nói một cái model mà có thể phân biệt một cái từ có thể là có phải là một cái location hay là không, đúng không? Vậy thì cái mục tiêu là nếu như đầu vào của nó là một cái input, là một cái từ có cái label là location, thì model phải làm sao làm? Phải học được cách, phải thay đổi cái parameter của nó theo cách nào đó không biết, miễn sao á là cái dự đoán của nó đó, cái giá trị mà output của nó đó phải có cái độ probability, tức là có cái chỉ số probability mà cái input là một location là cao. Ý muốn nói là ở đây nó có hai class đúng không? Là location hoặc là không location, binary mà. Như vậy thì cái kết quả của model mà xuất ra sau khi hàm sigmoid đó, hay là một cái hàm số sử dụng submax chẳng hạn, là một chỉ số xác suất mà trong đó là mang ý nghĩa là xác suất của cái từ mà đưa vào có phải là một location hay không, thì mục tiêu model là phải cho ra cái con số đó cao, cái con số xác suất cao. Và ngược lại, nếu như mà cái từ đưa vào không phải là một location, có nghĩa là cái correct class của nó là không phải location, thì cái chỉ số mà xác suất của cái correct class cũng phải cao, tức là cái xác suất mà cái từ đó không phải là location cũng phải cao. Nghe thì có vẻ khó hiểu khi mà mình nói về vấn đề là mà probability, nhưng mà nôm na một cách ngắn gọn đó là nếu như mà cái từ đó là location á, thì nó phải xuất ra cái chỉ số gắn chỉ số xác suất gắn với cái class location á, là cao. Và ngược lại, nếu mà cái từ đó không phải location thì nó phải xuất ra cái chỉ số probability mà gắn với cái class là không phải location á, là cao. Vậy thôi. Và cái objective function á, hay là cái nhiệm vụ á, thường được đổi ngược lại theo cái kiểu là để mà maximize cái objective function á, thì nó phải minimize cái cost function. Thì cái cost function người ta sẽ sử dụng cái gọi là negative log probability. Và nó sẽ liên quan đến cái khái niệm cross entropy trong information theory. Trong đó mình có hiểu nôm na cái cross entropy là như thế này đúng không? Tính bằng P và Q. Thì P được định nghĩa là cái the true probability distribution, tức là cái phân phối xác suất thật sự. Còn Q là the compute model probability, tức là cái phân phối được tính toán bởi model. Và cái việc mà mình minimize, mình giảm cái này, tức là mình sẽ làm sao đó mình giảm cái sự khác biệt giữa hai cái phân phối xác suất. Thì trong quá trình tính toán á, cái P, cái phân phối xác suất thật sự á, sẽ được biểu diễn bởi một cái one hot vector. Ở đây á, là nó nói về hàm cross entropy của cái bài toán multi-class classification. Thì trong đó là nôm na là mình sẽ, cái mô hình nó sẽ xuất ra một cái vector, các cái chỉ số probability, mà trong đó mỗi một chỉ số á, là probability của cái input word gắn với mỗi một class. Thì có thể là mình hiểu rằng class thứ nhất là location, class thứ hai có phải là personal name, class thứ ba là organization. Như vậy thì cái phân phối xác suất, tức là cái kết quả mà model xuất ra, nó là một cái vector, trong đó mỗi một chỉ số là xác suất mà cái input word gắn với lại cái class đó. Thì cái đó nó chính là compute model probability, là Q đó. Còn cái label trong cái bài toán multi-class classification đó, thì cái label nó sẽ là một one hot vector, trong đó cái class mà đúng á, ví dụ như cái từ mà mình đang xét là một cái từ có thuộc cái loại là location đi, thì cái vector y á, cái vector y á, là label đó, nó sẽ là một chuỗi số 0 có số lượng là số class và tất cả đều không hết, và chỉ có vị trí mà cái class đúng á, là số 1 thôi. Thì cái đó đóng vai trò là the true probability,
Và thông qua công thức cross entropy này á, nó sẽ làm sao đó nó thay đổi cái giá trị của parameter của model sao cho mà hai cái phân phối xác suất này nó gần lại, để thể hiện rằng là cái sự tính toán của model nó khớp với lại cái label. Thì nói thêm một lần nữa, cái phần này là giáo sư không nói đến và có vẻ như đang nói đến một cái bài toán mà sử dụng gọi là multi-class classification. Trong khi đó, như nãy mình nói là giáo sư sẽ sử dụng cái bài toán gọi là nhiều bài toán binary classification. Vậy thì giáo sư cũng lướt qua hai cái slide này luôn, nói sơ về định nghĩa của đạo hàm để chuẩn bị cho cái việc mình tính đạo hàm của hàm cost đối với các parameter của các layer đó. Thì đạo hàm có nghĩa là gì? Đạo hàm là độ dốc, đúng không? The gradient, either the slope. Vậy thì ví dụ như function fx bằng x mũ 3 thì đạo hàm của f đối với x sẽ là bias bình phương, cho biết là nếu như mình thay đổi cái input một chút xíu á, tức là thay đổi x một chút xíu á, thì cái output nó sẽ thay đổi bao nhiêu. Nó vậy là các bạn. Có phải là đạo hàm của hàm số tính theo công thức này nó sẽ cho mình biết là nếu như x bằng 1 á, thì đạo hàm của hàm số f đối với x á, sẽ là 3 nhân 1 bình phương là bằng 3. Thì điều này đồng nghĩa là gì? Đồng nghĩa là tại x bằng 1 mà nếu mình thay đổi x một cái khoảng rất là nhỏ, gọi là epsilon đi, thì hàm f nó sẽ thay đổi một cái khoảng gấp 3 lần nữa, cái khoảng này là 3 epsilon. Lấy ví dụ x đang là bằng 1, mình cho nó tăng thêm một cái khoảng epsilon bằng 0.01, để rồi mình có một giá trị mới là bằng 1.01, đúng không? Thì f lúc bây giờ khi x bằng 1 á, f nó bằng 1 mũ 3 là bằng 1. Thì với giá trị mới của x á, thì f nó sẽ là bằng bao nhiêu? Là 1.01 mũ 3 là bằng 1.03. Như vậy cái khoảng thay đổi của f là bao nhiêu? Sẽ là 1.03 trừ đi cho 1 là bằng 0.03, đúng không? Và 0.03 có phải là bằng 3 lần của 0.01 không? Thế nè, đúng chưa? Như vậy thì có nghĩa là gì? Giá trị đạo hàm của f đối với x tại x bằng 1 bằng, tính ra bằng 3, có nghĩa là nó cho mình biết rằng tại x bằng 1 á, thì khi mà x thay đổi một khoảng bé tẹo thì hàm số nó sẽ thay đổi một khoảng gấp 3 lần cái khoảng bé tẹo đó, cái khoảng bé tẹo là epsilon này. Rồi tương tự mình thử với x bằng 4 coi. Với x bằng 4, như vậy thì giá trị đạo hàm của fx đối với x là bằng 3 nhân cho 4 bình phương là bằng 3 nhân cho 16 là bằng 48. Thì sẽ cho mình biết rằng nếu mà tại x bằng 4 mình thay đổi x một khoảng bé tẹo để thành ra là 4.01, tức là cho khoảng bé tẹo đó bằng 0.01 đó, thì mình sẽ dự đoán được, mình sẽ biết chắc chắn được rằng là cái thằng fx đó, nó sẽ thay đổi một khoảng gấp 48 lần cái khoảng bé tẹo này, để xem có đúng hay không. Thì với x bằng 4 thì fx sẽ là bằng 4 mũ 3, đúng không? 4 mũ 3 là bằng 64. Rồi. Khi mà x nó tăng lên thành ra 4.01 thì fx sẽ là 4.01 mũ 3 là 64.48. Đây. Thì có phải là cái khoảng thay đổi của fx nó đã là 0.48 và nó gấp 48 lần cái khoảng này không? Như là đạo hàm cho mình biết. Thì muốn nói là cái giá trị đạo hàm của f đối với x đó sẽ cho mình biết là tại những cái giá trị của x khác nhau á, thì cái độ dốc của hàm số, tức là tại đó nếu mà x thay đổi một khoảng bé tẹo, thì hàm số nó sẽ thay đổi một khoảng gấp bao nhiêu lần cái khoảng bé tẹo đó. Đó là cái ý của cái slide này nha các bạn, để mình ôm lại cái định nghĩa của đạo hàm mà. Rồi slide này đại khái là nói về cái việc function nhận vào không phải một mà là n input, hay nói cách khác là có thể gọi là một vector nhiều cái x khác nhau, x1, x2, xn. Thì khi đó giá trị của đạo hàm của hàm f đối với x sẽ là cũng là một vector, mà trong đó mỗi một phần tử vector đó sẽ là đạo hàm của hàm số đối với từng phần tử của vector x, đúng không? Vector x đưa vô nè, hàm số sẽ tính toán với các phần tử của vector x, x1, x2, xn.
thì khi đó đạo hàm của hàm số đối với vector x cũng là một vector, mà mỗi phần tử là đạo hàm của hàm số đối với các phần tử của vector x. Nói hơi có thể có các bạn hơi khó hiểu. Đây, vector x1, x2, tức là đây là vector x nè. Giờ đưa vô hàm số, nó tính toán với vector x này, đúng không? Để nó tính toán với những giá trị trong vector. Vậy thì đạo hàm của hàm số f đối với vector x đó cũng là một vector, trong đó mỗi phần tử sẽ là đạo hàm của hàm số đối với từng phần tử của vector x. Thì đạo hàm của hàm f đối với x1, đạo hàm của hàm f đối với x2, vân vân. Vậy thôi. Rồi, với slide này thì khi mà input cũng là n, tức là cũng nhận vô một vector x có n phần tử, nhưng mà output lại là m phần tử, tức là output lại một vector có m phần tử. Thì khi đó đạo hàm của f đối x sẽ là như thế nào? Thì khi đó đạo hàm của f đối x nó gọi là một cái Jacobian matrix. Trong đó mỗi phần tử của ma trận đó sẽ là đạo hàm của từng phần tử của output đối với vector x. Nó vậy nè các bạn. Lúc bấy giờ mình lại có cái input vẫn là vector, vector x có n phần tử. Đúng chưa? Và thông qua function f thì nó ra được là một cái vector có m phần tử, cái này là n phần tử. Còn ở đây á là m phần tử. Đúng không? Mình gọi nó là f1, f2, fm đi. Vậy thì đạo hàm của f đối với vector x đó, nó sẽ là một cái ma trận. Trong đó cái hàng thứ nhất mình sẽ lần lượt mình lấy đạo hàm của f1 đối với từng phần tử của vector x. Hay nói cách khác, cái hàm thứ nhất cái hàng thứ nhất đó chính là đạo hàm của f1 đối với vector x. Thì như nãy mình đã biết, đạo hàm của f1 đối với vector x sẽ là đạo hàm của f1 đối với các phần tử của vector x là f1. Đúng không? Rồi, cái hàng thứ hai sẽ tiếp tục là đạo hàm của f2 đối với vector x. Và theo định nghĩa, nó cũng chính là một vector. Tức là chính là một hàng nè. Và vector đó, từng phần tử của nó sẽ chính là đạo hàm của f2 đối với các phần tử của vector x. Tức là đối với x1, đạo hàm của f2 đối với x2. Tương tự. Thành thử ra mình sẽ có là gì? Một cái ma trận. Có mấy hàng? Có mấy hàng là mấy thằng này nè, là có m hàng. Và có mấy cột là số phần tử của vector x, sẽ là n cột. Như vậy là mình sẽ có một cái ma trận là m nhân n. Nó gọi là Jacobian matrix. Cái shape sẽ là m nhân n, đúng không? Và người ta ký hiệu ở đây có nghĩa là sao? Ký hiệu ở đây có nghĩa là như mình đã biết ở trên đó. Y là số hàng và J là số cột. Có phải không? Y là số hàng nè. Đây Y bằng 1 nè. Y bằng 2 nè. Đây là Y bằng M nè. Còn ở đây là J bằng 1, J bằng 2 và J bằng N nè. Như vậy cái định nghĩa ở đây có nghĩa là cái phần tử, gọi là cái phần tử thứ y, cái hàng thứ y và cái cột thứ j. Ví dụ như phần tử tại cái hàng thứ nhất và cái cột thứ hai, đúng không? Cái phần tử của cái ma trận đó, cái ma trận Jacobian matrix đó, đặt là đạo hàm của f đối với x đó là một cái ma trận. Thì cái phần tử thứ y j của cái ma trận đó, ví dụ như mình đặt cái này là ma trận A đi. Đó, thì ma trận A nè. Thì cái phần tử thứ y j, trong trường hợp này y bằng 1, j bằng 2, thì cái phần tử thứ, cái hàng thứ nhất nè, và cái cột thứ hai, đúng không? Cột thứ hai nè, thì nó là cái này, đúng không? Thì nó sẽ là gì? Nó sẽ là đạo hàm của Fi, tức là đạo hàm của F1 đối với XJ, tức là X2. Có phải đạo hàm của F1 với F2 không? Nè,
đạo hàm của F1 nè, đối với X2 nè. Thì cái đây là cái gọi là viết theo khái quát đó. Khái quát tức là cái phần tử thứ I, J, tức là phần tử thứ cái hàng thứ I và cái cột thứ J của cái ma trận này sẽ là đạo hàm của Fi đối với XJ. Với J là gọi là lần lượt là số phần tử của vector X, và I á, là số phần tử, tức là số thứ tự của các phần tử của vector F. Rồi slide tiếp theo nói về chain rule. Chain rule thì cái những cái lecture trước là mình cũng đã biết rồi đúng không? Là mình sẽ phân tách. Ví dụ như mình có hàm số Z là bằng 3 lần x bình phương, rồi mình đặt x bình phương bằng y thì Z nó trở thành là 3y, và y là x bình phương. Như vậy thì đạo hàm của Z đối với X đó, sẽ là chain rule, là bằng việc mình tính đạo hàm của Z đối với y nhân cho đạo hàm của y đối với X. Thì từ đó đạo hàm của Z đối với y là 3, rồi đạo hàm của y đối với X là 2x, nhân lại thành ra đạo hàm của Z đối với X sẽ là 6x. Thì nhờ vậy mình tính đạo hàm của Z đối với X một cách dễ dàng hơn. Đó, bằng trước mình đã biết rồi, bằng cách là mình tính gọi là multiply những cái đạo hàm của những cái hàm gọi là trung gian đúng không? Vậy thì giả sử không phải là one variable nữa, tức là không phải là một cái function mà một biến nữa, mà là function nhiều biến, tức là function mà nhận vô là vector, rồi trả ra là cũng vector. Thì khi đó cái chain rule nó cũng áp dụng thôi. Ví dụ như là mình có hàm Z là bằng W nhân X cộng B, xong Z bỏ vô function F để tính ra H, yêu cầu phải tính đạo hàm của F đối với X, xin lỗi các bạn, của H đối với X. Vậy thì cũng là chain rule, mình sẽ tính đạo hàm của H đối với Z, đúng không? H đối với Z nè, rồi nhân với đạo hàm của Z đối với X, đúng không? Và đạo hàm của H đối với Z á, nó có thể là một vector, đúng không? Hoặc là một cái Jacobian matrix. Còn đạo hàm của Z đối với X cũng là có thể là vector hoặc là Jacobian matrix. Thì kết quả là mình sẽ nhân những cái matrix lại. Thì cái slide sau là mình sẽ hiểu rõ chuyện này. Rồi, qua slide này để ý là nếu như Z là một vector có n dimension, thông qua function F để tính ra H cũng là một vector có n dimension, vậy thì đạo hàm của H đối với Z sẽ có cái dạng như thế nào? Thì ở đây mình chú ý rằng là function F nó có cái tính chất gọi là element wise, tức là nó sẽ thực hiện cái phép tính của function F đối với từng phần tử của vector Z để ra cái kết quả là những phần tử tương ứng của vector H. Do đó là cái kết quả của đạo hàm của H đối với Z đó, nó là một cái ma trận Jacobian. Nhưng mà đặc biệt là nó là một cái ma trận chéo, gọi là diagonal matrix. Trong đó là chỉ có cái đường chéo là nó có giá trị thôi, còn những cái chỗ khác nó bằng không. Thì tại sao là như vậy? Thì mình thấy dễ hiểu thế này thôi. Mình có vector Z nè, là Z1, Z2, Zn. Thông qua function F để mình ra được là H là bằng Fz. Thì cơ bản là khi mà element wise đó, có nghĩa là cái function F nó sẽ được apply với từng phần tử của vector Z. Do đó là cái kết quả nó cũng là một cái phần tử, xin lỗi các bạn, cũng là một cái vector. Và cũng có n phần tử. Trong đó mỗi phần tử là hàm F đối với các phần tử của vector Z. Đúng không? Thế thì mình để ý rằng đó là đây nè, cái Fz1 chính là gì? Chính là H1. Fz2 chính là H2. Và nó thành ra là cái vector H. Thì mình để ý thế này nè. H1 á, nó chỉ tính bởi Z1 thôi. Rồi H2 nó chỉ được tính bởi Z2 thôi, đúng chưa? Dẫn đến là khi mình tính ra cái đạo hàm của H đối với Z á, thì như nãy mình biết nó là một cái ma trận Jacobian matrix. Trong đó đạo hàm của các phần tử trong cái ma trận đó sẽ là đạo hàm của H1 đối với Z1, đạo hàm của H1 đối với Z2, đạo hàm của H1 đối với Zn. Cái hàng thứ hai nè, đạo hàm của H2 đối với Z1, đạo hàm của H2
đối với Z2 và đạo hàm của H2 đối với ZN. Tương tự như vậy. Hàng cuối là đạo hàm của HN này. Đối với Z1. Đạo hàm của HN đối với Z2 và đạo hàm của HN đối với ZN. Có phải không các bạn? Thì khi đó mình sẽ để ý nè. Vì H1 nó chỉ được tính bởi Z1 chứ không có liên quan gì đến Z2, ZN cả. Dẫn đến là Z2, ZN nó không ảnh hưởng gì đến H1 cả. Và theo cái định nghĩa đạo hàm với việc mà Z2 nó không có tác động gì được đến H1, cho nên đạo hàm của H1 đối với Z2, Z3 và ZN sẽ bằng 0 hết. Bằng 0 hết. Như vậy thì ta có thể ghi thế này. Mấy cái này là bằng 0 hết. Chỉ có cái H1 với Z1 nó có giá trị thôi. Tương tự như vậy, H2 nó chỉ được tính bởi Z2 thôi. Đúng chưa? Dẫn đến là chỉ có đạo hàm của H2 đối với Z2 là nó có giá trị thôi. Còn mấy chỗ khác bằng 0 hết. Nên này nó có giá trị thôi. Rồi, tương tự như vậy thì chỉ có đây có giá trị thôi. Là HN với ZN thôi. Còn lại mấy chỗ khác cũng bằng 0. Mình thử ra là cái dạng của cái đạo hàm của H đối với Z sẽ là gì nè. Là một cái ma trận. Ma trận chéo. Diagonal matrix. Nó có cái dạng gì nè. Mà chỉ có đường chéo là nó có giá trị thôi. H1 đối với Z1 còn lại là 0, 0. Rồi đây 0. Chỉ có H2 đối với Z2 không, chỉ có HN với ZN thôi. Đó. Nó chỉ một cái đường chéo là cái giá trị thôi. Rồi cuối cùng cái diagonal F'Z thì chính là cái cách viết gọn của cái này nè, cái ma trận này nè. Ví dụ như khi mình viết là diagonal, hoặc là trong Python mình có cái function tương ứng, rồi mình bỏ nó vào một cái vector 1, 2, 3 đi, thì mình sẽ ra được là một cái ma trận diagonal matrix như thế này. 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Tức là những cái giá trị của vector này sẽ nằm trên đường chéo. Vậy thì cái này cơ bản cũng vậy thôi, chính là diagonal. Bỏ vô một cái vector, vector này nè. H1 đối với Z1. Rồi. Rồi đạo hàm của H2 đối với Z2. Đạo hàm của HN đối với ZN. Và cái này thì chính là mình sử dụng cái đạo hàm của F hay là của H đối với Z và tính toán cho vector Z để mình có được là một vector các giá trị này. Dành cho bạn nào mà hơi không hiểu thì hàm f nè, mình ví dụ mình có một hàm fx bằng 3x bình phương cộng 2x đi, thì cái công thức tính đạo hàm của f tại x thì ta ký hiệu là f phải x, thì nó mang cái hình hài là cái công thức hay là cái function là 6x cộng 2, tức bản thân nó cũng là một cái function. Và mình dùng nó với những giá trị x khác nhau để mình tính ra giá trị đạo hàm của hàm f đối với x tại những giá trị x khác nhau. Đúng không? Như vậy thì việc mà mình bỏ vector z vô trong cái cũng giống như cái hàm f, thì đạo hàm của hàm f đối với x cũng là một hàm số gọi là hàm f phải x. Thì giống như bây giờ mình xài cái hàm số đó. Cái hàm số này nè là đạo hàm của hàm f đối với z nè. Bây giờ mình xài cái hàm số đó với vector z. Để chi? Nó giống như là mình thực hiện một mình phép một cái function đối với vector. Thì để mình có được là một cái vector mà trong đó là các cái vị trí nó là chính là cái function nó áp dụng với những vector, những cái phần tử đó
F'Z1, rồi F'Z2, F'Zn. Đúng chưa? Thì cái này thì cũng chính là cái này, đúng không? Đúng chưa? Thì hai cái hiệu này là cũng như nhau thôi. Đạo hàm của H1 đối với Z1 cũng chính là F'Z1. Tại vì trên đây nè, đôi khi nhiều quá rồi mình rối. H1 là bằng F'Z1. Vậy thì đạo hàm của H1 đối với Z1 chính là gì? Chính là việc mình lấy cái công thức tính đạo hàm ra, mình bỏ Z1 vào. Cũng giống như bây giờ giả sử là hàm F á, là H1 là bằng hàm F là A bình phương, hoặc là AZ gọi là 3 lần Z bình phương cộng với lại 2Z đi, là Z1 đó. Vậy thì có phải là để mà tính đạo hàm của H1 đối với Z1 á, là nó sẽ theo công thức này không? Là 6Z1 cộng 2 không? Thì bây giờ sẽ mình coi, thì mình gọi cái này chính là F' nè, F'Z1 nè. Và mình thế giá trị Z1 vô thì mình sẽ có được giá trị đạo hàm, đúng không các bạn? Rồi, hiểu được ha. Tương tự như vậy là cái này đó. Từ đó mình hiểu được cái vụ mà tại sao gọi là diagonal mà F'Z là như vậy. Rồi, ở cái slide này người ta cho mình biết một số cái công thức của Jacobian matrix. Ví dụ như function f mà bằng w x cộng b, trong đó w là ma trận, x là vector, b là vector, thì đạo hàm của f đối x sẽ là ma trận w. Tương tự như vậy, đạo hàm của f đối với b sẽ là một cái identity matrix. Và nếu mà f là phép dot product giữa vector u và vector h, thì đạo hàm của f đối với u sẽ là vector h transpose. Thì người ta khuyến khích mình là hãy thử triển khai những công thức này ở trong ở nhà. Thì mình làm thử coi. Ở đây mình cho ma trận W có cái shape là M nhân N nhân với vector X có cái shape là N nhân 1 cộng với vector B có shape là M nhân 1 để được vector Z, đương nhiên cũng sẽ có cái shape là M nhân 1. Lấy ma trận W như thế này, 1, 1, W 1, 2 W 1, N. Rồi cái hàng thứ hai W 2, 1 W 2, 2 W 2, N. Từ W hàng thứ M, M1 WM2 WMN. Đây là ma trận W nhân với vector X. Mình dùng màu khác đi, vector X này là X1 X2. Vector x có n phần tử, mình cộng với vector b, tương ứng thì vector b cũng là cái m phần tử. Đây, đây là phép nhân của đây và cộng vector b để mình có được là vector z1 Z2 Zm. Trong đó thì để tính Z1 mình sẽ lấy cái hàng thứ nhất của ma trận W, đúng không? Mình dot product với vector X rồi mình cộng với B1
Cho nên phép tính nó cơ bản là như thế này. Z1 chính là bằng cái này. Mình ghi cái này cho nó dễ nhìn. Đó, W11 nhân X1 cộng W12 nhân X2 tương tự như vậy. W1N nhân XN và mới cộng với cái B1 vô, cộng B1 đó chính là Z1. Rồi với Z2 thì cũng tương tự. W21 nhân X1 đúng chưa? Rồi W22 nhân X2 có nghĩa là cộng lại. Và W2N nhân XN. Và cuối cùng là cộng với AB2. Rồi tương tự như vậy với cái ZM. Đúng không? ZM1 nhân X1, M1 nhân X1, M2 nhân X2 và WMN nhân XN cộng B, cộng BM. Thì đây chính là Z2, đây là ZM. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ xem thử là đạo hàm của Z. Bởi vì tính hết cái này ra Z, mình cần tính cái này nè, đạo hàm của này đối với x thì chính là đạo hàm của z đối với x, trong đó z là vector đúng không, có m dimension, còn x là vector có n dimension. Thì như kiến thức hồi nãy mình đã biết là với vector x đưa vào function f để ra được một cái vector z, thì đạo hàm của Z đối với X đó, nó sẽ là Jacobian matrix có cái dạng như sau. Trong đó cái hàng thứ nhất đó, chính là đạo hàm của Z1, tức là của phần tử thứ nhất của vector Z đối với vector X. Cái hàng thứ hai chính là đạo hàm của cái Z2, cái phần tử thứ hai của vector Z đối với vector X. Tương tự đó, cái hàng cuối cùng là đạo hàm của cái phần tử ZM đối với vector X. Và tất nhiên thì nó sẽ là đạo hàm của Z1 đối với X1, đạo hàm của Z1 đối với X2. Thì đạo hàm của Z1 đối với vector X chính là một cái vector, trong đó mỗi phần tử là đạo hàm của Z1 đối với từng phần tử của X. Đúng chưa? Cho nên đây sẽ là đạo hàm của Z1 đối với X1, đạo hàm Z1 đối với X2, đạo hàm của Z1 đối với X3, tương tự như vậy, đạo hàm của Z1 đối với XN. Rồi, tương tự thứ hai cái là đạo hàm của Z2 đối với vector X, thì cũng sẽ là đạo hàm của Z2 đối với từng phần tử của vector X, tức là đạo hàm Z2 đối với X1, đạo hàm của Z2 đối với X2, đạo hàm của Z2 đối với X3, đạo hàm của Z2 đối với XN, tương tự như vậy. Tức là đạo hàm của ZM, tức là phần tử cuối cùng của vector Z đối với từng phần tử của vector X, X1, ZM đối với X2 và ZM đối với XN. Thì đây chính là Jacobian matrix. Đây chính là đạo hàm của vector Z đối với vector X. Rồi, bây giờ mình xem thử là đạo hàm của Z1 đối với X1 bằng bao nhiêu. Thì mình xem Z1 nè. Z1 tính bằng W11 nhân X1 cộng với những cái này. Vậy thì khi mà mình tính đạo hàm của Z1 đối với X1 á, thì mình coi những cái này nè là constant hết, đúng không? Đây nữa cũng là constant luôn.
thì lúc bây giờ nó giống như là mình đang tính đạo hàm của một cái hàm fx bằng w 11 nhân x cộng với những cái hằng số vậy đó. Vậy thì đạo hàm của f đối với x sẽ là bằng w 11. Như vậy là nó sẽ bằng cái này, đúng không các bạn? Như vậy ở đây nó sẽ là w 11 này. Và hoàn toàn tương tự, mình có thể dễ dàng thấy rằng là đạo hàm của z1 đối với x2 á, hoàn toàn tương tự, đạo hàm của z1 đối với x2 á, thì nó sẽ là w12. Đây sẽ là w12. Và hoàn toàn tương tự, mình sẽ thấy đây là w13. Đây là w1n. Tương tự ở đây nè sẽ là W21. Đây mình tính đạo hàm của Z2 đối với X1 thì nó sẽ là W21. Rồi đạo hàm của Z2 đối với X2 sẽ là W22. Cho nên đây sẽ là W22. Và đây sẽ là W mấy? Đây sẽ là WM1. Đạo hàm của ZM đối với X1 sẽ là WM1. Đây sẽ là WM2 và đây sẽ là WMN. Như vậy kết quả có phải là ma trận WM11, WM12, W1N, rồi W21, W22, W2N, WMN, thì đây chính là ma trận W, đúng không? Mấu chốt là mình thấy rằng Z1 là W1 nhân X1 cộng những cái này. Thì khi mình tính đạo hàm của Z1 đối với X1 đó, thì mình chỉ coi những cái thằng này như hằng số thôi. Cho nên khi đạo hàm ra thì chỉ còn lại là W11 thôi. Những chỗ khác cũng tương tự. Nên kết quả là mình đã có là đạo hàm của Z đối với X sẽ là W, là như thế này. Trên cơ sở đó, mình cũng hoàn toàn tương tự, mình có thể tính đạo hàm của Z đối với vector B. Mình sẽ xóa hết mấy cái này đi. Mình sẽ xem thử tại sao nó ra Identity Matrix. Bây giờ mình tính đạo hàm của Z đối với vector B. Và vector B là vector có M phần tử. Đúng chưa? Vì nó cùng shape với lại vector Z, nó đều có M phần tử này. Hoàn toàn tương tự vector B thông qua function f tính ra z, vì đạo hàm của z đối với vector B sẽ là Jacobian matrix. Đó là đạo hàm của z1 đối với b1, z1 đối với b2. Và trong trường hợp này á, vì nó đều là m cả, cho nên là số hàng bằng số cột, ta có một cái ma trận vuông z1 đối với bm. Tương tự đạo hàm của z2 đối với b2, xin lỗi các bạn, b1. Đạo hàm của Z2 đối với B2. Đạo hàm của Z2 đối với BM. Rồi, tương tự đây. Đạo hàm của ZM đối với B1. Đạo hàm của ZM đối với B2. Và đạo hàm của ZM đối với BM. Vậy thì đạo hàm của Z1 với B1 bằng bao nhiêu? Ta thấy giờ thấy Z1 là bằng cái này cộng B1. Như vậy thì trong trường hợp này rõ ràng là đạo hàm của Z1 đối với B1 nó bằng 1. Vì Z1 được tính thông qua những cái này, nhưng mà khi mình tính đạo hàm của Z1 đối với B1, mình coi những cái thằng này giống như hằng số, giống như nãy thôi, đúng không? Đều hằng số hết. Do đó đạo hàm của Z1 đối với B1 là chỉ bằng B bằng 1 thôi. Và tương tự, đạo hàm của Z1
vô đã. Đây là bằng 1. Rồi, mình xem đạo hàm của Z1 đối với B2 bằng bao nhiêu. Z1 nó không hề bị ảnh hưởng bởi B2. Đúng chưa? Nó chỉ bị ảnh hưởng bởi B1 thôi. Do đó là đạo hàm của Z1 đối với những cái B còn lại bằng 0 hết. Ở đây sẽ bằng 0. Bằng 0. Tương tự, Z2 nè, nó chỉ được tính toán bởi B2. Tức là chỉ trong những cái thằng B chỉ có B2 ảnh hưởng đến Z2 thôi. Cho nên là đạo hàm của Z2, B2 thì có. Còn đạo hàm của Z2 đối với những B khác là bằng 0. Ở đây bằng 0 nè. Như vậy là mình sẽ thấy kết quả nó là một cái ma trận chéo. Có đường chéo là bằng 1. Nó là cái dạng như thế này. 0, 2, 1. Đúng không? 1 ở đây. 1 ở đây. Những chỗ còn lại là 0 hết. Thì đây chính là gì? Chính là Identity Matrix. Rồi mình coi thử là tại sao đạo hàm của hàm F tính bằng vector U transpose nhân với vector H. Đối với vector U lại là bằng H transpose. Vậy thì mình biết rằng cái vector U thế này đúng không? U1, U2 thì cái này hồi nãy đã làm rồi. Mình nhân với vector H. Thì về cơ bản là ở trong code thì mình sẽ là U transpose H đó, để cho nó có cái shape compatible với nhau, nãy nói rồi không? Và kết quả nó là U1 H1 cộng U2 H2 cộng UN HN. Vậy thì đạo hàm của S đối với vector U á, mà như tí nữa người ta sẽ nói á, về mặt toán học nó sẽ là một cái vector, là một hàng. Trong đó cái giá trị của nó sẽ là đạo hàm của S đối với từng phần tử của vector U, tức là U1. Đạo hàm của S đối với U2 và đạo hàm của S đối với UN. Và để tính đạo hàm của S đối với U1 á, thì rất là dễ hiểu thôi. Hàm S là U1 nhân H1 cộng với U2 nhân H2 cộng vân vân. Thì đạo hàm của S đối với U1 nó giống như mình đang tính đạo hàm của hàm số Fx là bằng bằng H1 nhân với X cộng với hằng số vậy đó. Cho nên đạo hàm của F đối với X á, sẽ là bằng H1. Cho nên đây là H1. Hoàn toàn tương tự, rất là dễ thấy. Đây sẽ là H2 và đây là HN. Thành thử ra mình có được một cái kết quả, đó là vector H. Nhưng mà bình thường vector H á, thì lại là một vector cột. Cho nên ở đây người ta mới transpose nó để thể hiện cái kết quả của đạo hàm của một cái dot product với vector là một hàng. Như mình thấy ở đây. Tí nữa mình sẽ biết về một cái gọi là shape convention ở trong cái slide cuối này. Slide cuối của cái bài này thôi. Là khi mà mình cần á, khi mà mình tính trong quá trình huấn luyện, mình cần là để mà thuận tiện á, mình cần cái đạo hàm của hàm loss đi. Đối với cái ma trận parameter hay là cái vector parameter á, nó cùng shape với cái parameter đó. Thành thử ra mình sẽ gọi là thoát ly cái quy tắc toán học để mà mình dùng cái shape convention. Mình nôm na là mình sẽ điều chỉnh cái shape lại theo ý mình muốn để cho nó, ví dụ như là ma trận á, thì mình sẽ có cái đạo hàm của hàm loss đối với ma trận W á, nó cùng shape với ma trận W. Để mà một lúc mình dùng nó để mình update đó, thì mình dễ dàng hơn. Hay là đối với vector thì vector dạng hàng thì mình reshape lại theo dạng hàng, vector dạng cột thì mình reshape lại với dạng cột. Nhưng mà bây giờ thì mình đang quan tâm đến cái giá trị của nó, thì mình hiểu rằng là nó vậy. Thì nguyên tắc là đạo hàm của một phép dot product với, tức là một cái số, S là một số đúng không, một scalar với một vector,
thì đạo hàm của một số đối với một vector sẽ là vector các cái đạo hàm của S đối với từng phần tử của vector đó. Thì ở đây mình tính luôn, để tí nữa mình gặp mình khỏi phải bỡ ngỡ, đó là khi mà mình tính đạo hàm của S đối với H á, thì sao? Thì quy ước nó cũng là một hàng nốt, không phải quy ước mà theo toán học. Xin lỗi các bạn. Thì ở đây nó sẽ là đạo hàm của S đối với H1, đạo hàm của S đối với H2, đạo hàm của S đối với HN. Và hoàn toàn tương tự như trên thì mình sẽ có được là U1, U2, UN. Và cái này á chính là U transpose. Và mình tính như nãy nè. Rồi mình xem như ở đây nè. Để tí nữa mình thấy mình gặp lại nè. Đây nè, đạo hàm của S đối với H là U transpose nè. Rồi, qua cái slide này thì mình quay lại neural network. Ở đây giáo sư có chú ý là mình đang nói là mình tìm đạo hàm của S đối với B, tức là ví dụ đó, tức là đạo hàm của S đối với một parameter nào đó. Nhưng mà ở đây thật sự ra là không phải là đúng đâu. Nếu mình đúng ra là phải tính đạo hàm của hàm loss chứ không phải là của S. Bởi vì cái S ở đây chỉ là gì? Chỉ là cái chỉ số score, tức là output của cái layer thứ hai thôi. Phải đưa vô cái score này vào function sigmoid để tính ra probability, rồi dùng cái đó đưa vào hàm cost function cùng với label để tính ra cost function, thì mới tính đạo hàm của cost function đối với B, rồi đạo hàm của cost function đối với W, đạo hàm của cost function đối với U, và dùng mấy cái đó update cho những cái parameter đó, chứ không phải là mình tính đạo hàm của S với B. Ý muốn nói là việc tính đạo hàm của S đối với B chỉ là minh họa thôi, chứ chính xác là phải tính đạo hàm của cost function hay là loss function J đối với B. Thì ở đây giáo sư có thể nói một cái điều mà nãy mình cũng có nói qua rồi đó, đó là mình có thể là update luôn cái word vector, đúng không? Tức là mình cũng tính đạo hàm của cost function đối với x để dùng cái đó để update luôn cái x, tức là update lại cái giá trị của word vector. Rồi, slide tiếp theo là cơ bản là mình nên làm từng bước từ từ thôi. Ví dụ như ở đây, từ input đưa vào là vector x thì đừng có w x cộng b rồi tính một phát bỏ vô function f đến h, mà mình nên tính ra z trước là w nhân x cộng b rồi mới bỏ z vô function f đến h. Để ý muốn nói để làm như vậy đó, để mình có thể xem cái dimension của nó, tức là mình sẽ in cái shape ra trong quá trình mình viết code đó, mình in cái shape ra. Cái shape là cái kích thước đó. Để trong NumPy hay trong TensorFlow mình có cái function mà dot shape đó, để mình xem thử là cái ma trận Z hay là vector X nó có cái dimension là như thế nào, để từ đó mình dễ kiểm soát cái sai sót hơn. Bởi vì trong quá trình mà mình tính toán kiểu này, mình nhân ma trận rồi đó, thì rất là dễ gặp cái trường hợp là nhân sai kích thước, tức là nhân cái ma trận vector mà nó để cái shape nó không đúng, kích thước không đúng. Rồi thì sau đó là mình sẽ apply cái chain rule để mình tính đạo hàm. Thì cơ bản là quá trình là mình sẽ đi tới forward bằng cách là mình, từ vector x mình nhân với bộ parameter của layer thứ nhất là w và b, rồi mình bỏ vào layer thứ hai, mình bỏ vào function activation function của layer thứ nhất là hàm f tính ra h, rồi mới bỏ vào layer thứ hai tính với parameter của layer thứ hai là vector u để ra s. Thì sẽ tiếp tục như vậy nữa để mà tính ra cái cost function nữa. Nhưng ở đây mình nãy mình mới nói rồi là mình chỉ minh họa thôi. Thì do đó là bây giờ từ S mình sẽ tính ngược lại để mình tính ra cái đạo hàm của S đối với B. Thì trong quá trình đó là mình sẽ thông qua chain rule mình sẽ tính đạo hàm của S đối với H trước, rồi mình nhân với đạo hàm của H đối với Z, và cuối cùng là mình nhân với đạo hàm của Z đối với B. Sau đó là mình áp dụng ba cái kiến thức mà hồi nãy mình đã cùng nhau mình làm lại đó. Đó là đạo hàm của hàm F với F là WX cộng B. Đối với X sẽ là ma trận W. Đó là cái thứ nhất. Rồi đạo hàm của hàm F bằng WX cộng B đối với vector B sẽ là một cái identity matrix. Rồi cái đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là đạo hàm của hàm F là bằng vector U transpose nhân với vector H, tức là vector U nhân vector H đối với vector U.
tức là đạo hàm của hàm F đối với vector U sẽ là vector H transpose. Và áp dụng vô thì mình sẽ có kết quả như thế này. Thì ở đây sẽ có một cái chú ý là cái dấu mà dấu tròn có dấu chấm ở giữa nè, nó gọi là Hadamard product, là element wise multiplication giữa hai vector. Thì cái chỗ này có thể mình nên ghi chú thêm chút xíu. Đầu tiên á, cái Hadamard product á, bình thường mình biết rằng hai vector nè mà mình dot product với nhau đó, có phải là nó sẽ là gì không? Như nãy mới ôn xong là U1, U2, U3. Mà dot product thông thường với V1, V2, V3 thì là U1 nhân V1 cộng U2 nhân V2 và cộng U3 nhân V3, đúng không? Thì đó là phép dot product. Nhưng mà bây giờ cái này là Hadamard product. Hadamard đúng không? Hadamard product. Thì nó lại là gì nè? Thì có nghĩa là mình chỉ việc là mình lấy U1 mình nhân V1 thì mình ra được là U1 V1. Rồi U2 nhân V2 thì là U2 V2 và U3 nhân V3 là U3 V3. Thì kết quả nó vẫn là một vector. Cái Hadamard product là nó kết quả nó vẫn là một vector. Nó khác với dot product, kết quả nó cộng vô thì nó thành ra là một scalar, một số. Còn đây á, là nó chỉ là những phần tử nó nhân nhau, rồi những phần tử nó nhân nhau thì nó vẫn giữ nguyên, nó vẫn là một vector có 3 phần tử. Thì đó là vậy thôi. Thế thì tiếp theo mình tìm hiểu tại sao cái hiệu người ta ghi thế này, diagonal F phải Z là sao. Có thể có những bạn không hiểu nha. Đầu tiên á, cái việc mà người ta ghi diagonal á, cái này là viết tắt của diagonal. Diagonal có nghĩa là một cái ma trận chéo đó. Diagonal matrix đó. Vậy thì khi mà tôi ghi thế này, giả sử diagonal mà bỏ vô một cái vector là 1 2 3 đó. Thì cái kết quả hoặc là ý người ta muốn nói đến một cái ma trận gì nè. Nó có thể là mình có thể coi một cái function trong Python cũng vậy đó. Hoặc là đây là cái ký hiệu toán học, ý là muốn nói là một cái ma trận 1 2, 3, ma trận chéo. Có đường chéo là giá trị của vector này, còn mấy chỗ khác bằng không hết. Đúng là ma trận vuông chéo. Thành thử ra bây giờ cái F phẩy Z là gì? Như nãy mình biết rồi, cái đạo hàm của H đối với Z sẽ là một cái ma trận vuông chéo, mà trong đó đạo cái những cái giá trị trên đường chéo á, sẽ là H1, đạo hàm của H1, Z1 nãy mình cùng nhau làm rồi mình không nói lại. H2, Z2, đạo hàm của HN, ZN, mấy chỗ kia là bằng 0. Vậy thì có phải là mình gọi là cái này chính là việc mình bỏ vô cái diagonal, tức là phải là cái vector này không? Cái vector là đạo hàm của H1 đối với Z1, đạo hàm của H2 đối với Z2 và HN, ZN không? Để mình có được cái ma trận này. Đúng không các bạn? Và từng giá trị của nó thì chính là gì? Chính là F phẩy Z1 đó. Cái này cũng vậy. Là F phẩy Z2. Đây là F phẩy ZN. Tại sao? Bởi vì hồi nãy mình biết rồi là H1 á, là bằng hàm F nhân, tức là áp dụng hàm F đối với Z1 ở trên á. Cho nên đạo hàm của H1 đối với Z1 á, thì cũng là một cái function mà người ta ký hiệu là F phẩy sẽ là Z1. Giống như hàm F x đi bằng 3x bình phương cộng 1, hoặc là 3x bình phương cộng 2x đi, thì đạo hàm của F đối với X cũng là một hàm số, nhưng mà người ta ký hiệu nó là F phẩy X, là 3 nhân 2 là 6X cộng 2. Vậy thì mình bỏ giá trị của X với những giá trị khác nhau vô trong cái hàm số này thì mình sẽ tính được giá trị đạo hàm của hàm Fx tại X, đúng không? Vậy thì mình bỏ Z1 vào, mình sẽ tính được giá trị đạo hàm của hàm H, ở đây là hàm H1 tại Z1.
Như vậy từ đây mình có thể hiểu là cái chỗ này là tại sao diagonal f phẩy z. Và đến đây là một cái chỗ chú ý quan trọng nè. Cái phép toán giữa vector u transpose với cái ma trận diagonal f phẩy z á, thì nó là một cái gọi là Hadamard product giữa vector u với cái vector f phẩy z, tức là vector đường chéo. Để rồi mình có là cái kết quả như thế này, là u1 un mình sẽ nhân với cái vector đường chéo nè, tức là cái vector f phẩy z đó. Hadamard product như mình nói trên rồi, nhưng nó sẽ là nhân vô. Như vậy kết quả nó vẫn là một vector, là u1 nhân cho f phẩy z1, u2 f phẩy z2, un f phẩy zn. Cái chỗ này á, mình nên chú ý là một cái Hadamard product nha, để cái kết quả nó vẫn là một cái vector cột có n phần tử, để nó cùng shape với cái vector b. Tại mình đang tính đạo hàm của s đối với vector b, và b nó là một cái cột, cái cột mà b1, b2, bn, cho nên đạo hàm của s đối với vector b cũng phải là một vector có cùng shape với vector b. Kết quả nó ra thế này. Còn đây là identical identity matrix rồi, cho nên là giống như là nhân với một. Cái chỗ này nếu mà mình không chú ý là nó là Hadamard product á, thì mình sẽ thấy là nó hơi khó hiểu. Tại vì nếu mà như thông thường cái vector u này nó có cái shape là vector dọc mà, đúng không, là cột mà, nó sẽ là n nhân 1. Mà muốn nhân với một cái diagonal matrix là n nhân n á, thì cái shape của nó sẽ không compatible. Nếu mà là phép dot product thông thường thì nó phải là Hadamard product. Đây, như ở đây mình có tham khảo thằng ChatGPT về cái vụ Hadamard product giữa một cái vector u và một cái diagonal matrix d nè, được tạo bởi vector v đó. Như mình mới nói các bạn, việc mà diagonal v bỏ cái vector v này, v1 vn vô, thì nó sẽ giúp tạo ra một cái diagonal matrix có những giá trị của vector v nằm trên đường chéo nè, còn chỗ lại chỗ những chỗ còn lại bằng không. Thì mình mới nhân cái gọi là tính cái Hadamard product giữa vector u với cái ma trận đó thì tương đương như việc là mình lấy vector u mình nhân với cái vector v, nhưng mà nhân theo kiểu Hadamard product, để mình vẫn ra được một giá, một cái vector mà trong đó một phần tử vẫn là u1 nhân v1, u2 v2. Rồi tiếp theo là tương tự thì mình sẽ tính đạo hàm. Hồi nãy mình mới tính là đạo hàm của S đối với B. Bây giờ mình sẽ tính đạo hàm của S đối với W. Thì hoàn toàn tương tự, mình sẽ thông qua những cái gọi là chain rule để mình tính là đạo hàm của S với H, đạo hàm của H với Z và đạo hàm của Z với W. Thì tính đến đây người ta mới nói là có những cái bước trung gian mà mình lặp đi lặp lại đó. Nãy mình cũng tính đạo hàm của S với H và đạo hàm của H với Z. Thì bây giờ cũng vậy, nó chỉ khác cái thằng cuối cùng thôi, cho nên là bây giờ mình làm sao mình có thể gọi là giống như dùng lại thôi mà, để mà tránh cái việc duplicate computation, tức là tránh cái việc mà tính toán bị lặp lại. Thì do đó là người ta mới define delta, cái ký tự này nè các bạn, đọc là delta là bằng cái đạo hàm của S đối với H nhân với đạo hàm của H đối với Z, và là bằng cái vector u transpose nhân Hadamard product với F phẩy Z mới tính xong, nó mới nói xong đó. Thì lúc bây giờ tính đạo hàm của S đối với W chỉ bằng cái delta nhân với đạo hàm của Z đối với W thôi. Nói chung là mình dùng lại cái khúc đó đó. Rồi qua cái slide này á, thì đại khái giáo sư nói là nếu mà theo toán học á, thì S là một con số đúng không, một scalar, và W lại là ma trận. Cho nên theo toán học thì cái đạo hàm của S đối với W á, nó sẽ là một cái vector, tức là một hàng mà có n nhân m phần tử. Ma trận W là một cái ma trận có cái kích thước là n nhân m,
Và theo toán học thì đạo hàm của SW là một cái vector, là một hàng có n nhân m phần tử. Thì ý muốn nói đây là mình, nếu mà theo toán học thì việc mà làm như vậy á rất là khó để mà update cái ma trận W. Không phải là khó mà là không có thuận tiện, inconvenient. Ý là bây giờ mình có ma trận W, n nhân m, thì giả sử mình cũng có DW, tức là ma trận đạo hàm của SW cũng là kích thước n m, thì mình chỉ việc mình lấy W mình trừ đi cho cái tham số Lorentz ray nhân với cái DW, thì nó cùng cái size, cùng cái shape, cho nên là dễ hơn. Còn đây cái DW nếu mà tính ra thì nó lại là một cái hàng thì nó không tiện lắm. Do đó là ở đây người ta mới nói là mình sẽ rời bỏ cái gọi là những quy tắc toán học ở đây để mình dùng cái gọi là shape convention. Đại khái là mình dùng cái quy ước về mặt kích thước của ma trận để mình cũng coi cái DW, tức là cái đạo hàm của S đối với W nè, cũng là một cái ma trận mà NM luôn, để thành ra như thế này. Và từ đó thì mình dùng nó để mình update cái giá trị của W nó thuận tiện hơn thôi, không có gì cả. Thế rồi kế đến thì giáo sư lướt qua sơ sơ về cái việc mà tính đạo hàm của Z đối với W. Tuy nhiên là mình cũng sẽ lướt qua phần này, mình để dành cái phần mà mình đi sâu vô, mình tìm hiểu kỹ cái chỗ này nè, ở trong cái video mà mình cùng nhau mình đọc cái lecture note, tức là cái file note của bài giảng. Ở đây là mình đi theo cái nội dung của cái lecture video. Nhưng mà cái lecture video á, nó không có đủ thời gian để mà giáo sư viết hoặc là trình bày tất cả mọi thứ, những liên quan đến công thức gì đó. Thì do đó là luôn luôn sau một cái video, mình sẽ có một video mà mình đi về cái note của bài giảng đó. Là cái file này nè các bạn. Đây. Thì cái file này nó sẽ đi kỹ hơn, sâu hơn về việc mà mình triển khai những công thức hay là những cái chi tiết. Thì ở trong cái video đó mình sẽ cùng nhau mình làm những cái này để mình hiểu rõ việc mà tính đạo hàm của một cái scalar với một cái ma trận, rồi cuộc scalar với một cái vector là tính như thế nào. Cho đó đây mình sẽ lướt qua thôi ha. Thì dẫn đến là mình sẽ quay lại cái vụ mà shape convention chút xíu ở chỗ này nữa. Đó là khi mà mình tính cái đạo hàm của S đối với B đó, thì B là một cái column vector, là một cái vector dạng cột. Mà nếu mà tính toán theo gọi là toán học đó, thì khi mà tính với chain rule, với Jacobian matrix, thì nó ra là cái row. Thành ra là mình sẽ dùng cái shape convention để mà mình reshape lại, mình lật nó lại thành ra dưới dạng là một cột để cho nó cùng với shape với vector B. Vậy thôi. Thì ở đây là một cái chỗ mà người ta gọi là có disagreement. Nó không có đồng nhất giữa cái việc mà cái Jacobian form theo toán học và với cái shape convention mà mình mong muốn trong deep learning, trong quá trình huấn luyện mô hình. Rồi thì để cho mỗi một video nó không quá dài thì mình chia cái video bài giảng thứ hai, cái lecture 4 này nè. Xin lỗi các bạn, lecture 3 đó, làm hai phần đi. Thì cái phần này mình sẽ kết thúc ở đây. Và hẹn gặp lại các bạn trong cái video mà mình sẽ cùng nhau mình làm nốt cái phần thứ hai của cái lecture 3. Rồi sau đó mình sẽ lại có một cái video nữa, mình cùng nhau mình đào sâu vào cái lecture note của bài giảng này. Hẹn gặp lại các bạn.